Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review một loại họa cụ rất là phổ biến, đó chính là màu nước, và mình xem đây là màu nước gì nào. Bóc ra. Wow, bạn ấy còn tặng tranh nè, gì mà chu đáo ghê nhỉ. Bức tranh rất là ngầu, có gì mình sẽ fan art lại nhỉ. Mình đặt hàng phát lại của bạn Thằng Nguyễn nhỉ. Có thêm cả vỏ tuyết màu của Shinhan, có dịp mình sẽ thử màu này xem đã. Ten Ten, và đây là nhân vật chính của chúng ta. Wow, một Pocket Mirror Mission con siêu bé nhi bé nhỏ. 34 màu nằm gọn trong lòng bàn tay của mình. Nghe nói là màu này tươi sáng dã man luôn, và nó đúng thật này. Đó, nhìn qua video là đã thấy sự tươi sáng của nó. Oh, trời ơi, bắt video ơi. Giờ mình phải lên nhà trên trong nhà cho mẹ thôi. Đây nhìn nhỏ gọn trên này. Đốt thật nhanh vào túi và đi thôi nào. Let's go. A few moments later. Ta-da, mình đã đến rồi nè. Cuốn cuốn. Mèo 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 mèo. Ê mèo ơi. Nhà mẹ không có cái bàn nào để vẽ hết nên mình sẽ chuẩn bị. Quá là thông minh. Đấy thấy chưa. Vừa nhỏ gọn vừa xinh xinh. Xuất sắc, thưởng cho mình một like. Vì khá là tiếc giấy nên mình sẽ swatch màu ra bằng cửa 6. Mình sẽ cắt đôi nó ra. Giờ swatch và cảm nhận hơi nào. Màu khá là đậm và trong. Độ tươi sáng chói thì khỏi bàn rồi. Trong đây còn có các tông pastel siêu xinh xẻo nè. Và các tông pastel thì nó cũng nói chung là đục. Các tông xanh các bạn có thể nhìn thấy là màu rất là đậm đặc luôn. Lấy có xíu thôi à mà nó đã đậm thế rồi. Lăng ổn, siêu tươi sáng luôn. Vì là màu thuộc hạng phân khúc Aztec nên mình cũng thấy chả có gì chê cả. Tại nghèo nên không được trải nghiệm nhiều đó. Bây giờ chúng ta đến với tiết mục Wet on Wet. Màu lăng cũng ổn, do mình dùng giấy vân Hot Press nên nó không hỗ trợ lăng nhiều lắm. Mình dùng giấy bao hông Hot Press nha. Màu hồng có vẻ lăng ổn hơn này. Bây giờ đến với mục Get On Dry. Giấy kem khó chịu thế nhỉ. Hình như mình lấy màu hơi lâu nên nó cũng kiểu sắp khô rồi. Với cọ mình đang tô này thì nó cũng không ngậm nước tốt lắm. Chắc màu xanh mình lấy hơi đặc nên nó không lăng tốt bằng màu hồng này. Giấy bao hông khô nhanh quá trời nên nó như vậy đó. Tím với hồng này lăng cũng được nè. Sau khi mình xoát thử màu Mizuno thì mình thấy khác biệt so với màu Owin mình dùng luôn. Úi rồi, định trọng lớp mà, lấy màu nhiều quá này. Do sự kiên nhẫn của mình không lâu nên sử dụng tuyến treo sấy khô cấp tốc. Do lớp đầu tiên trồng khá đậm nên là nó trồng lớp cũng tốt lắm. Do màu, do giấy hoặc do mình. Từ A6 còn lại mình sẽ để vẽ. Vẽ gì ta? Bút bi nó lai không chịu ra mực, khổ quá mà. Mình đã lai các phần còn lại bằng bút chì. Đó, ghê chưa ghê chưa. Mình rất thích Miku nên mình vẽ Miku. Years later. Vì bước kia fail thảm hại nên mình chuyển sang bước này.
cùng bắt đầu trải nghiệm nước hơi nào. Vì màu vàng của Mizuno khá chói nên mình dùng màu vàng của Owin. Các bạn thường đồ bóng da bằng màu gì? Mình thì dùng màu đỏ với tím nha. Mình vẽ Zero Two, các bạn có biết nhân vật này không? Khi vẽ một bức tranh mình mới cảm nhận được rằng màu lăng hơi bị tốt luôn. Có thể là do giấy, do mình dùng giấy vân câu, mình dùng giấy Happy. Các bạn nhìn trong video là màu cam đúng không? Thật ra mình dùng màu đỏ đó. Do tính chất của màu tươi sáng cộng thêm cái app của mình đang edit này chả biết bị sao nó tự chỉnh filter nhỉ. Ai có cách khắc phục lỗi này bình luận dưới video giải đáp giúp mình nhé. Ten Ten cuối cùng cũng đã xong rồi. Đây là quà mình vẽ cho một bạn chiến thắng Art Game của mình. Ai thì tự nhổ nha. Video của mình cũng đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu thấy hay thì like và subscribe giúp mình nhé.